17 giây 75 nhì em Phan Ngọc Bảo Ngân lớp 32 một phút 17 giây 92 và 23 em Nguyễn Hà Kim Ngân lớp 34 một phút 20 giây 24. Xin mời 6 em vừa đặt tên tập trung và cái chỗ một phát thưởng. Rồi chạy theo chị đi con. Mời ba em nữ nhận huy chương trước. Hạng nhất em Nguyễn Quỳnh Ngọc Hà Giang lớp 32.